Vì ơi vì à, giờ thì ta làm gì mới có thể tiêu diệt được ngươi đây? Ông chủ, ông đừng có tự đầy ải mình trong lúc suy nghĩ cách tiêu diệt nó chứ ông chủ. Im đi, cậu phe ta hay là phe nó? Có đĩa bài ở trên đó kìa, bám theo nhanh lên. Lên đi. Cái tên người ngoài hành tinh này bất tỉnh rồi. Kim cương gì vậy ta? Viên kim cương này cung cấp năng lượng cho cả một đĩa bay. Giờ thì ta là người sở hữu nó rồi. Chúng ta có thể dùng ngôi sao ngoài hành tinh này phục vụ cho công việc của chúng ta. Ta sẽ dùng nó để kết liễu cái thằng nhóc Vía kia. Ê, ông chủ ơi, ngôi sao tỉnh rồi à, cũng nhờ có tôi đó nghe. Tôi là người cứu được ngôi sao đó. Hắn ta đã tỉnh rồi sao? Xin chào, ngươi có thể hiểu được ngôn ngữ của bọn ta hay không? Dạ, dì, dọa, dì, dạ, dì, dù, dù, cù. Nó nói cái gì vậy? Nó mới nói vậy đó ông chủ. Trời ơi. Con tàu của ta đã gặp phải một tai nạn bất ngờ. Viên kim cương năng lượng của ta, viên kim cương năng lượng đâu mất rồi? Nó đã bị tên Vía xấu xa lấy đi mất rồi. Ta đã kêu nó không được lấy viên kim cương, nhưng nó đâu có chịu nghe lời của ta, cứ vậy mà lấy đi luôn. Ta rất tiếc ta không giúp được cho ngươi. Đĩa bài của ta sẽ không thể vận hành nếu thiếu nó được. Làm sao ta có thể quay về đây hả? Ngươi phải tiêu diệt thằng nhóc Vía đó. Sau khi ngươi tiêu diệt được nó rồi, ngươi có thể lấy lại được viên kim cương. Vi là một kẻ xấu xa vô cùng nguy hiểm, ngươi cần phải cẩn thận. Tên Vía đó ở đâu hả? Ta sẽ chiến đấu với hắn ta. Các ngươi làm ơn ra ngoài một chút đi, ta cần phải chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Ngươi là ai? Ngươi muốn gì hả? Đó chính là Vía đó. Mau xử lý nó đi. Để tôi ra đó giúp Vía một tay nha. Ông nội ơi, ông nội ơi, mau lên đi ông. Trang phục robot bật. Trang phục robot bật. Mình đang ở đâu vậy ta? Wow, ngôi sao đẹp quá à. Mình phải lấy một cái đem về nhà chơi mới được. Thank you.
Ly, đây là ngôi sao ngoài hành tinh đó. Đảm bảo quanh đây có đĩa bài của hắn. Đi thôi, chúng ta phải tìm hiểu lý do xem tại sao hắn lại tới đây và đánh nhau với Vi như vậy. Giờ thì không ai có thể cứu được ngươi nữa Vi à. Cái tên ngôi sao ngoài hành tinh này sẽ là nguồn sức mạnh của ta. Ta sẽ có thể thống trị cả thế giới này rồi. Con nhìn kìa, là tàu của người ngoài hành tinh đó. Chúng ta phải vào đó thu thập một ít thông tin mới được. Yếm Lý, bây giờ chúng ta có thể có nguồn năng lượng của nó rồi. Mau lên, phải để giúp Vi thôi. Vì sao tới rồi nè, cậu hãy chiến đấu đi. Các người đã dám ăn cắp năng lượng ngôi sao của ta, ta sẽ không để các người thoát được đâu. Ngô không, năng lượng ngôi sao của ta. Từ nãy giờ rồi mà tụi tôi vẫn không biết lý do tại sao cậu lại đuổi theo gây chuyện với tụi tôi. Cậu là người ngoài hành tinh chứ đâu phải là nô lệ của Mad Max đâu. Nếu cậu hứa không đánh nhau nữa thì tôi sẽ lập tức kéo cậu lên liền. Chúng ta có thể nói chuyện để hiểu nhau nhiều hơn và có thể giải quyết vấn đề của cậu nữa. Các cậu là những người tốt thì sao lại ăn cắp viên kim cương năng lượng của ta chứ? Làm ơn trả lại đi, ta sẽ đi khỏi đây ngay. Thiếu nó thì đĩa bài của ta sẽ không thể vận hành được. Kim cương năng lượng? Viên kim cương năng lượng nào chứ? Chúng tôi đâu có giữ viên kim cương nào đâu. Viên kim cương màu xanh, kim cương năng lượng ngôi sao đó, cậu đã lấy nó đi rồi. Vậy mà bây giờ các cậu còn đánh tôi nữa chứ? Không phải vậy đâu, chúng tôi không làm những việc như vậy. Mad Max nói với tôi viên kim cương đó đang ở chỗ của cậu mà. Thì ra đó là lý do mà cậu tấn công tôi. Tên Mad Max đó đã lừa cậu mất rồi. Tôi không có giữ viên kim cương năng lượng nào đâu. Tôi dám chắc chắn Mad Max đã giữ nó trong tay rồi. Nhưng đó. Nhưng bây giờ tôi không còn sức để có thể chiến đấu với bất kỳ ai nữa rồi. Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu đi lấy viên kim cương năng lượng đó về. Giờ thì đem con tàu này đi giấu đi, nhanh lên. Viên kim cương năng lượng của tôi kia kìa, nó đang ở chỗ của Mad Max đó. Cậu đã nói đúng rồi. Mad Max, mau trả viên kim cương cho ngôi sao ngoài hành tinh. Hỡi ngôi sao lấp la lấp lánh của ta, giờ thì ta đã có năng lượng và kim cương luôn rồi. Trên trời cao thật là cao, ta sẽ cho ngươi lên tận mây xanh luôn. Ông chủ ơi, cho tôi theo với. Thật sự phải nói cảm ơn các cậu nhiều lắm đó.
gì hiểu lầm cho nên mới gây sự đánh nhau. Tôi xin lỗi nhiều nha. Xin tạm biệt, hẹn gặp lại các cậu. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tự nhiên kìa. Trang phục robot bật. Trang phục robot bật. Cảm ơn cậu bé robot nha. Hôm nay cậu đã cứu mạng của tôi rồi. Không có gì đâu. Nhưng từ giờ trở đi, chú đi trên đường phải cẩn thận hơn nha. Bánh khoai tây của tôi rớt hết rồi. Ôm và là xì bồ cà ná xí mùi. Cậu xí xô tôi xí vào xí ba xí bầm. Phép thuật gì đây? Chạy đi mọi người ơi, cậu ta là phù thủy đó bà con ơi, chạy đi. Tại sao cậu cứ dùng phép thuật trước mặt mọi người như vậy hả? Biết làm sao giờ, tôi không có kiểm soát được. Tôi không thể sống mà thiếu bánh khoai tây đâu. Ồ, hắn là thần đèn. Phải cho ông chủ biết chuyện này mới được đó nha. Tiền đây nè. Nếu như hắn không phải thần đèn, ta sẽ nhốt người ở trong cái hũ đó đó. Ông chủ, ông cứ đợi hắn chui vô cái chai này đi. Hắn ta thích khoai tây lắm luôn. Người ta bán hết bánh khoai tây rồi, mà sao mình vẫn đói vậy ta? Ủa, cái gì vậy? Hình như là khoai tây ở trong hũ mà. Hả? Hài lòng quá đi, ta vô cùng hài lòng luôn đó. Thả ta ra đi, mà cho ta ra khỏi cái hũ này đi. Ta nói một lần cuối cùng, ngươi mau đưa sức mạnh của ngươi cho ta đi. Nếu không ta sẽ quăng ngươi xuống dưới biển. Cái tên thần đèn kia. Đừng mà, ta xin ngươi đừng làm vậy. Nếu như ngươi mà quăng ta xuống dưới biển như vậy á, thì ta sẽ phải mắc kẹt ở đó cả ngàn năm luôn đó. Không có ai cứu ta đâu. Vậy có nghĩa là tên nhóc thần đèn này sợ mình thả nó xuống dưới biển. Giờ mình sẽ dọa hắn cho hắn sợ chết khiếp, rồi hắn sẽ chịu phục tùng cho mình mà thôi. Tận hưởng cảm giác rơi từ 9 tầng ngay đi. Nếu như hắn vẫn không chịu nghe lời, ngươi hãy quăng hắn xuống biển đi nghe chưa. Bây giờ ta đi nghỉ ngơi chút đây. Nè thần đen, tiền bắt tôi là một tên đáng gờm đó nha. Hắn sẽ không có biết thương hại ai đâu. Mau nghe lời của hắn đi. Nếu không thì hắn sẽ đem ngươi quăng xuống dưới biển thật đó. Có đúng không tiền bắt tôi? Dạ đúng ông chủ. Sao nè, giờ nói ta nghe coi, ngươi có chịu đưa không? Không bao giờ, không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Vậy thì đi đi, ở dưới biển cả đời cho vui. Thiên Bắc Tôn, nó có sợ chưa? Nếu như chưa thì tiếp tục dọa đi.
cho nó thấy được đại dương, nó sẽ sợ và nghe lời chúng ta thôi. Ủa ông chủ nói vậy là sao? Chỉ cần dọa thôi hả, chứ không có quăng xuống thiệt hả? Cái gì? Người nói như vậy là người đã quăng hắn xuống dưới biển rồi sao? Ủa lỡ quăng rồi ông chủ ơi, hồi nãy dặn vậy mà. Ông nói là nếu vẫn không chịu nghe lời thì cứ quăng xuống biển. Ông biết là tôi nguy hiểm tới mức nào mà, tôi không có biết thương hại nó đâu. Tôi thấy không nghe lời là tôi quăng liền. Quăng luôn. Cái tên hả con ngốc này đứng lại. Ông nội ơi ông nội, con không biết riêng tôi biến đi đâu mất rồi. Con đã búng tay rất nhiều lần mà vẫn không thấy cậu ấy xuất hiện. Con đừng có lo mà ve. Bây giờ ông sẽ kiểm tra lại lịch sử vệ tinh rồi nói cho con biết Ghiền Tù đang ở đâu nha. Cái gì? Ghiền Tù nằm trong cái hũ bị ném ra từ máy bay này nè. Sao nó lại ở đó chứ? Chuyện này ông không hiểu được. Con nhìn đi, Tim Bắc Tôn đang đứng ở trên máy bay, đang nhìn ra ngoài kìa. Vậy là bọn họ đã ném Ghiền Tù từ trên máy bay xuống. Về cậu mau lên, phải tìm mọi cách cứu cho được Ghiền Tù về. Ta sẽ đi ngay đây. Bật trang phục lặn dưới nước. Bật trang phục lặn dưới nước. Cứu tôi với. Mình phải làm sao đây? Không phát hiện ra một manh mối nào về Ghiền Tù hết. Ghiền Tù cậu ở đâu? Ngôn ngữ cá bật. Ngôn ngữ cá bật. Các cậu có nhìn thấy cậu béo nào bị nhốt trong một cái hũ không? Chúng tôi có nhìn thấy đó, cậu đi theo hướng con tàu bên kia kìa. Ông chủ ơi, thằng nhóc Vi nó lặn xuống biển tìm Ghiền Tù rồi kìa. Như vậy thì cũng tốt thôi. Giờ thì đám robot mà ta chuẩn bị cử xuống dưới biển để tìm thằng nhóc Ghiền Tù kia sẽ xử lý luôn thằng Vi. Yeah. Một mũi tên mà trúng hai đích. Đi đi, các ngươi hãy tiêu diệt kẻ thù đi. Thank you.
Đúng là cái đám vô dụng, chẳng ai làm được gì hết. Mau tóm nó lại rồi kết liễu nó cho ta. Nhanh lên. Yeah. Vi, cảm ơn cậu nha. Nếu như không có cậu tới cứu, chắc bây giờ tôi đang nằm trong ruột của con cá rồi. Yeah, yeah. Yeah. Về đây ba con. Con đã về rồi đây. Được rồi mọi người, qua bên đây ăn bánh khoai tây đi. Con đói bụng quá à.